Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nam thanh niên chữa bệnh câm điếc cho người khác. Trước tình hình trên, Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra xác minh. Qua làm việc với Công an huyện Tư Nghĩa, Nguyễn Thanh N, 19 tuổi, thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, sinh viên năm nhất của một học viện âm nhạc đã khai nhận việc làm sai của mình. Về mẹ khoa học là lộn trước khoa học, và thứ hai nữa là về mẫu y tế là tôi chưa có bằng cấp và chưa có chứng từ để là hoạt động về mẫu y tế. Trường hợp ông Huỳnh Tấn Thạnh ở thôn An Hà Ba, xã Nghĩa Trung đã nhờ thần y chữa bệnh câm điếc cho người con nuôi tên Ngô Hóa, 30 tuổi. Sau khi chữa, người con không những không khỏi bệnh mà lưỡi bị đau suốt nhiều ngày. Sau khi chữa được một, N đã hẹn các bệnh nhân giữa tháng 4 này sẽ về chữa thì bị Công an huyện Tư Nghĩa cùng phòng nghiệp vụ mời lên làm việc. Tất cả bệnh nhân sau khi được N chữa đều bị rát họng, khó khăn trong ăn uống và chưa có biến chứng sau khi được N chữa bệnh. Nó có rất là đau lưỡi. Bởi vì lúc chữa là nó kéo cái lưỡi ra rất là đau, nó không nói được. Đó. Nói chung là kết quả là với lưỡi nó là nó không đọc kết quả, nó không nói được mà cũng không nghe. Cơ quan công an cảnh báo người dân trên địa bàn nếu phát hiện trường hợp tương tự thì kịp thời báo cơ quan chức năng để xác minh xử lý, và không đặt niềm tin phương pháp chữa bệnh phản khoa học gây hậu quả không tốt về sau, đồng thời gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, việc nhiều người tự xưng thần y có cách chữa phản khoa học nhưng đã làm nhiều người tin, dẫn đến tiền mất tật mang, gây bức xúc dư luận.